Khủng long là những sinh vật cổ đại đã bị tuyệt chủng vào hàng chục triệu năm trước. Từ những loài khủng long to lớn hay vua của các loài khủng long, đến những khủng long hết sức quen thuộc của chúng ta, hay những con cá sấu cổ đại luôn rình rập con mồi, mà ngày nay ta chỉ có thể nhìn thấy chúng trên phim ảnh hoặc một số tựa game về các loài khủng long. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn có thể hồi sinh loài khủng long và được quyền xây dựng nên một công viên chỉ dành cho loài khủng long? Và hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về 100 ngày xây dựng một đế chế khủng long mới trong Minecraft của mình. Các bạn cùng đón chờ xem mình đã làm điều đó như thế nào nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Mới vô mình được spam tại vùng đồng bằng và mình phát hiện có một con voi. Con voi này có cái vòi to to. Sau đó mình đi lấy gỗ làm bàn chế tạo và làm một cây cúp. Tiếp theo mình đi mai một ít đá. Mình có phát hiện vài cục hóa thạch nhưng cúp sắt mới đào được nên mình tạm thời bỏ qua. Sau đó mình chế tạo những công cụ đá đầu tiên. Mình phát hiện có vài con cù lạc nên mình kiếm tí len để làm giường luôn. Mình phát hiện có một con sư tử con. Mình khều nó có một cái nhẹ mà nó dí mình sờ lờ luôn. Bỏ tập hổ báo nha mọi. Mình có giết một ít bò để kiếm thịt để ăn. Mình phát hiện có con chồm lùi nè. Thịt đông xong rồi, mình chế cho mình một chiếc giường và mình bắt đầu cuộc hành trình đi tìm vùng đất mới thích hợp hơn để sinh tồn. Đi một lúc thì mình phát hiện có cái làng, mình nhanh chân chạy đến đó và phụ các bác dân làng thu hoạch lương thực. Và mình phát hiện các bác dân làng đang tụ họp để thực hiện nghi thức theo một giáo phái gì đó. Mình có lượm thêm một ít sắt. Sau đó mình bắt gặp tụi heo rừng, hay còn gọi là heo nái đó. Chưa làm gì mà nó đã ủi mình rồi nên mình xử nó luôn. Mình có xuống một cái hang để mai một ít than. Rồi mình qua đêm để kết thúc ngày luôn. Ngày hôm sau, mình vẫn tiếp tục cuộc hành trình đi tìm vùng đất mới. Đi một lúc, mình có phát hiện một cái tượng khá kỳ lạ. Mình khám phá thì có một hình thù khá kỳ quái. Ui! Sau đó mình đi xuống cái hang để đi mai. Ở đây mình phát hiện được những cục sắt đầu tiên. Mình đào sắt và bắt đầu chế ngay cho mình một cái cúp sắt để đào hóa thạch. Rồi mình đào được những quặng hóa thạch đầu tiên. Sau đó mình tiếp tục mai hết cái hang rồi tiếp tục lên đường. Từ ngày 2 đến ngày 6, mình đã dùng thời gian này đi tìm vùng đất thích hợp để xây dựng căn cứ. Các bạn nhìn map mình đã đi này, hết 5 ngày trời luôn đó. Và mình quyết định chọn khu này làm chỗ ở, vì ở đây có đồng bằng, đầm lầy và một khu biển. Có cả núi tuyết và ngôi làng cạnh đó nữa. Trong quá trình khám phá vùng đất mới, mình đã lên đên trên biển, khai thác tài nguyên. Và mình có bắt gặp một nơi trú ẩn của bác khảo cổ. Mình vào nhà và xin nhẹ bác cái máy lọc hóa thạch và sửa tranh vỡ. Đến cái đèn cũng lấy luôn. Ê, muốn trộm cướp, trả đồ cho tao. Bằng cái niệm. Sau đó mình có phát hiện một cái kim tự tháp bị chôn vùi. Mình vào khám phá thử. Rune đầu tiên cho mình mấy cục vàng. Rune thứ hai nó cho mình tàn xương. Nó làm như mình là Kiki vậy trời. Rune cuối cùng thật bất ngờ, nó cho mình hai viên kim cương. Có vẻ như ông trời muốn mình giàu đấy mà. Sau đó mình qua cái làng khi nãy để làm ít tinh thật và một ít sách để bổ sung tri thức. Trong thời gian này mình cũng đào được rất nhiều hóa thạch. Rồi mình lại gặp được một bác khảo cổ khác, mà bác ấy đang bị bao vây bởi tụi rồng Komodo có độc nên mình sửa tụi nó để cứu bác khảo cổ. Sau đó bác ấy cảm ơn mình và tặng cho mình máy lọc hóa thạch. Và cuối cùng là mình đã chọn chỗ này làm căn cứ. Ngày 7, ngày 8, mình xây nhà dưới gọn đồi này. Vì mình xây nhà kiểu hang nên mình đã chế cho mình một chiếc búa để thuận tiện cho việc xây dựng. Mình đào sâu vào và chia ra từng khu vực.
Và thật xui là đạn mình xây nhà thì phần mềm quay bị lỗi. Đó, mình đang quay thì nó bị đứng như vậy. Chi muốn đổi. Ây da, mày mất dạy nào vậy? À, thì ra là con xì ke. Xong mày với tao rồi. Rồi chó. Cùng mình tham quan ngôi nhà mình đã xây trong 2 ngày. Bước qua cánh cửa, chúng ta có một cái kho chứa đồ. Còn đây là một góc nhỏ để mình sinh hoạt và chế đồ. Còn khu này sau này mình sẽ làm chỗ để nghiên cứu hồi sinh khủng long. Còn đây là khu nung đồ, sau này mình sẽ nâng cấp nó thành chỗ nung tự động. Xuống dưới này là khu vực để mình đi mai. Từ ngày 9 đến ngày 12, mình đã xuống dưới tầng 11 để đi mai thêm khoáng sản. Mình đào sâu và dài ra như thế này để kiếm kim cương. Tự nhiên đào thấy kim cương đỉnh cấp bị hư vậy trời. Nó trêu ngươi mình mà. Mình lập tức làm bản chế tạo và chế tạo cho mình cái cấp mới và lượm đống kim cương này. Sau đó mình tiếp tục đi mai. Rồi mình tự thưởng cho mình một cái cấp kim cương và đạp ít hắc kiện thạch. Và làm một cánh cổng qua địa ngục. Rồi mình kết thúc chuỗi ngày đi mai mệt mỏi. Ngày 13-14, mình làm vài cây cuốc và một ít hàng rào. Rồi mình chọn khu vực ven sông này để làm một khu trồng trọt nho nhỏ. Mình bắt đầu hóa thân thành anh nông dân chăm chỉ, cuốc những ô đất đầu tiên. Sau nửa buổi cuốc miệt mài thì mình được cái ruộng như này. Sau đó mình trồng số cà rốt mà hôm bữa mình chơm được từ mấy anh dân làng. Và thêm một ít khoai tây nữa. Và cuối cùng là lúa. Sau khi đã trồng full cái ruộng, mình bắt đầu dựng hàng rào xung quanh để ngăn mấy con động vật đến phá. Mình sẽ cắt qua bờ sông để trông nhìn đẹp hơn. Và đây là tàn cảnh ruộng của mình sau khi đã xây xong. Wow, trông nó có chiều không chứ lị. Sau đó mình lại khu sa mạc gần đó để đâm ít cát. Và thêm ít xương rồng nữa. Rồi mình đem đống cát và xương rồng đi nung. Mình đi chặt thêm ít gỗ. Mọi người nên nhớ là trồng cây gây rừng nhé. Mình dùng số gỗ vừa chặt được làm thành rương. Sau đó mình chế thành mấy cái hopper. Và mình phát hiện gần nhà mình có nhà của bác khảo cổ. Rồi mình qua bển để xin bác ấy cái máy lọc hóa thạch. Tiếp theo mình bắt tay vào xây dựng một khu để lọc hóa thạch. Sau khi sửa sang lại các kiểu thì mình được khu như này. Rồi mình bỏ hóa thạch vào để bắt đầu tìm kiếm ADN của khủng long. Và mình đã nhận được cái ADN đầu tiên là của một loại khủng long ăn cỏ, hay có tên là Ankylosaurus. Rồi mình lấy số kính và xương rồng đã nung được. Làm gì làm phải trang trí cái nhà của mình trước chứ. Rồi mình chế cái máy chuyển đổi ADN thành trứng khủng long. Máy này sẽ giúp mình chuyển hóa ADN mình vừa lọc được thành trứng khủng long. Sau đó mình chết lại với cái rương thì nó cho mình thêm một số ADN khủng long mới. Có cả khủng long Terry nữa, một loài khủng long ăn cỏ nhưng cực kỳ hung chiến. Sang ngày 15, mình bắt đầu đi lùa gà về. Mình có xây cho tụi nó một cái hốc nho nhỏ như này. Sau đó mình đến thăm cái vườn. Mình sửa sang lại một chút xíu để thuận tiện ra vào. Và mình thu hoạch một số cây đã chín để có lương thực mà ăn.
và thu hoạch thêm một ít mía nữa. Mình về nhà và chế những vật liệu cho máy farm gà. Sau đó mình bắt đầu quá trình xây máy farm theo một cách không thể cồng kềnh hơn. Các bạn chịu khó hiểu nha. Ok. Cái này mình làm hơi sai một tí. Đáng lẽ chỗ cái bảng gỗ phải là slab mới đúng. Ngồi chỉnh video mà ngước mắt ghê á. Nói chung là cơ chế của máy này là khi con gà đẻ trứng thì nó sẽ được bắn ra từ máy phân phát và có tỷ lệ sẽ thành gà con. Và khi gà con lớn lên sẽ bị đốt bởi lava. Từ đó mình đã có máy farm gà tự động. Đó, đoạn này mới để ý rồi sửa lại nè. Đó, như này mới đúng chứ. Sang ngày 16, mình lấy sắt và làm cho mình full bộ giáp sắt. Rồi mình qua địa ngục để khám phá. Ở bên đây mình phát hiện con gà bữa mình dắt về mà còn sót nè. Thôi, xuống địa ngục lần nữa nha bé. Mình qua đây chủ yếu là đào một ít thạch anh. Và sẵn khám phá luôn địa ngục. Ở đây mình phát hiện có con chuột địa ngục này. Dí tao hả mày? Lần sau bỏ nha. Đang ra thạch anh thì có khứa kiếm chuyện với mình. Muốn làm người tốt mà xã hội không cho mình làm người tốt đây mà. À, thì ra mày chọn cái chết. Xem sức mạnh của tao đây. Bỏ ngang. Rồi mình tiếp tục đào thạch anh và đi khám phá. Đi một lúc thì mình bắt gặp The Fortress. Mình nhảy xuống để khám phá chỗ này luôn cho tiện. Mình có gặp một cái rương mà đồ chẳng có gì ngon ngoài cái yên ngựa. Mình lại gặp thêm cái rương khác và đồ vẫn vậy. Mình lượm thêm một ít đá phát sáng. Theo bạn đâu là một người dũng cảm? Đối với mình chính là Ninja Reed qua hố lava của địa ngục. Đó, ghê chưa? Mình có giết thêm mấy con slime địa ngục và lượm bóng nhờn của tụi nó. Vì cái pháo đài này không còn gì cho mình mót nên mình tiếp tục lên đường. Đi một lúc thì mình phát hiện có một con tàu khá kỳ lạ. Mình quyết định bắt cầu qua xem thử. Ở trên con tàu có một bức tượng nhưng mà mình không đào được. Mình có loot được hai cái javelin và một ít đồ linh tinh. Vì con tàu này quá chán nên quyết định đi về. Và mình về lại thế giới thực sau một chuyến khám phá đầy mệt mỏi. Ngày 17, mình khởi đầu ngày mới bằng việc qua thăm khu vườn và thu hoạch mấy cây đã chín để còn có cái mà ăn. Thu hoạch hết cái vườn thì mình được như đây lương thực. Thời gian còn lại mình đã đi mai thật nhiều sắt và vàng cho dự án quy mô lớn sắp tới. Đang đi mai hên hên còn được kim cương nữa nè. Được hẳn 8 viên chứ đùa. Từ ngày 18 đến ngày 23 mình đã lấy hết số sắt và vàng đã mai được để chế tạo thật nhiều đường ray. Đang làm thì có một bé mèo đến nhà mình chơi nè. Mày muốn gì đây? Đấm nhau không? Thằng thanh con này. Mình có rủ bạn ấy vào nhà chơi mà thanh niên không chịu. Thứ. Rồi mình tiếp tục công việc chế đường ray xe lửa.
Sau đó mình quyết định chọn chỗ này để làm máy phăm sắt. Mà máy phăm sắt cần các anh dân làng, nên mình di chuyển đến khu làng gần đó. Sau khi đến làng, mình bắt đầu xây dựng hệ thống đường sắt về chỗ máy farm. Vì bản cũ, mình không đẩy mấy anh ấy bằng thuyền được. Và đây là công đoạn mất công mà mất thời gian nhất, vì ngôi làng cách mình một đoạn cũng khá xa. Trong lúc làm, mình thiếu nguyên liệu liên tục nên cần phải đào thêm thật nhiều sắt. Và cứ thế tiếp tục nối đường ray về chỗ máy farm. Nối được một lúc thì tới biển. Và mình dùng đá để xây một cây cầu siêu dài bắc qua vùng biển này luôn. Sẵn mình tập để nâng trình độ Ninja Rig của mình luôn. Nếu đến đêm thì cũng qua được bờ bên kia. Và cuối cùng thì cũng tới nơi. Sau đó mình tiếp tục đặt đường ray theo cái cầu này. Và cũng không kém phần quan trọng để xe mỏ di chuyển là mấy cái đường ray tăng tốc, mình chủ yếu đặt ở những chỗ lên dốc. Sau đó mình về nhà và chặt thật nhiều gỗ. Rồi mình chế thành mấy cái cửa gỗ. Và thêm mấy công cụ hỗ trợ xây dựng máy farm. Đường này đã đủ, lên đường xây dựng thôi. Đây là bản cũ nên máy farm sắt hết sức đơn giản. Mình cần xây một cái sàn 14x14. Rồi mình đặt ở giữa thành cái hình như này. Rồi xây tường xung quanh cao lên 3 block. Mọi người coi mình thể hiện God Rig đây. Sau khi xây xong tường, mình sẽ đặt mấy cái cửa xung quanh như này. Và đặt nước theo mình như này. Do hết nguyên liệu nên mình về nhà lấy thêm. Và tiếp tục xây dựng. Giờ còn thiếu vài cái cửa nên mình xử lý tại chỗ luôn, khỏi về nhà mất công. Đang ăn táo thì mình nhận được thằng đệ mới. Và mình sẽ đặt tên cho nó là Ki. Để khi gọi nó mình gọi Kiki luôn cho dễ. Rồi mình tiếp tục xây dựng máy farm. Sau đó mình xây thêm một tầng nữa như này.
và đặt cái hố y chang bên dưới. Rồi xây tường lên giống vậy. Tường này chỉ cao 2 block thôi. Rồi đổ nước ở góc giống vậy. Sau khi xây xong phần chính, mình sẽ xây những cái hộp ở bốn mặt như này để chứa mấy anh dân làng. Và cuối cùng máy farm của mình sẽ như này. Sau đó mình tiếp tục xây khu chứa đồ và giết golem tự động. Mình chế thêm nguyên liệu mà thiếu sắt quá nên phải đi mai thêm. Bởi vậy người ta mới nói thả con tép bắt con tôm. Mình bỏ ra ít sắt mà sau này có nguồn sắt vô hạn để mà xài. Trong lúc đào thì mình có tích cực đào thêm hóa thạch nữa thì được nhiều đầy đồ. Chế độ đã xong, mình qua cái vườn để làm ít lương thực để ăn vì mình đang đói rã họng đây. Sau đó mình tiếp tục hoàn thành máy farm sắt. Mình chết cái máy lọc hóa thạch thì được rất nhiều ADN khủng long mới, sau này tha hồ hồi sinh khủng long. Sau khi thu hoạch hết ADN thì mình được bao nhiêu đây ADN khủng long. Mình làm thêm mấy cái bảng hiệu rồi đặt vào cái máy farm. Mình lấy lava ở cái hồ gần đó, sẵn mình ghé làng và đưa cái bác dân làng về chỗ máy farm luôn. Mỗi hộp như này mình sẽ cho vào hai bát chân làng. Sau khi hai bát ấy ở cùng thì sẽ xuất hiện trái tim như này là các bác đã bắt đầu sinh sản. Đặt lava vào đây để tự động giết golem. Đấy, các bác ấy sẽ sinh ra dân làng con như này. Rồi mình tiếp tục nối đường ray qua các hộp khác. Rồi về lại khu làng và đưa các bé ấy về. Chưa gì mà đã hiện trái tim rồi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Làm gì mà nhúng lên nhúng xuống thấy ghê vậy anh trai. Hi. Đó đó, chưa gì mà xuất hiện thành quả rồi đó.
Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong mấy farm sắt. Rồi mình đứng AFK để chờ sắt đến cuối ngày luôn. Từ ngày 24 đến ngày 26, mình chọn khu vực trên nóc nhà của mình để làm chỗ chăn nuôi. Mình bắt đầu xây phẳng khu này. Sau đó mình lấy số gỗ đào được khi nãy để làm thật nhiều hàng rào. Rồi mình bắt đầu xây dựng cái chuồng. Mình xây trên cái đồi nên có view cũng khá đẹp luôn. Mình có thể thêm một cái chỗ như này để trang trí. Trông không đẹp mấy mà nhìn cũng tạm ổn. Và mình có xây thêm một khu nhà nho nhỏ để tụi động vật có thể trú mưa hay gì đó. Sau đó mình đặt đá phát sáng vào cái chỗ khi nãy để làm cái đèn luôn. Rồi mình xây thêm một cái tương tự cái đó. Sau khi xây chuồng xong, mình bắt đầu lùa tụi gia súc vào. Đầu tiên là mấy con bò. Dắt nhiều lắm mà vô được có 2 con vậy trời. Tiếp theo là mấy con heo. Nhanh lên coi mấy con lợn này. Rồi mình bắt đầu cho tụi nó ăn để phối giống. Mình có dắt thêm mấy con cừu để sau này có len mà xài. Mình dắt thêm một con bò vào nhà. Cho nó vào khu lọc hóa thạch để sau này nó sẽ giúp mình trong việc chuyển hóa ADN thành chiến khủng long. Mình có làm cho mình một nguồn nước vô hạn. Và mình bắt đầu quá trình đầu tiên trong việc hồi sinh khủng long. Và con khủng long đầu tiên mình thử nghiệm sẽ là Tyrannosaurus, hay còn gọi là T-Rex đó. Mình lấy sữa của con bò và bỏ vào máy chuyển đổi cùng với ADN của khủng long bạo chúa. Nó sẽ bắt đầu quá trình chuyển đổi, hình thành những hình dạng đầu tiên của con khủng long. Sau đó mình có đi lấy một ít hắc diện thạch. Và rồi cái máy chuyển đổi của mình bị vỡ. Cái máy này sẽ có tỷ lệ thành công và lỗi. Khi lỗi nó sẽ bị vỡ và sinh ra một con quái thai như này.
buộc mình phải làm lại cái máy khác và làm lại từ đầu. Sau đó mình làm cho mình một cái bàn nhìn chan và khá nhiều tủ sách. Rồi mình bắt đầu xây dựng cho mình một khu để in chan đồ. Đấy, cấp độ 3 luôn. Mình ép luôn cho cây cúp kim cương của mình cho nó máu. Từ ngày 27 đến ngày 30, mình đến chỗ máy pham sắt và lấy hết số sắt hôm bữa mà mình đứng áp ca. Mình quyết định làm cái hệ thống nung tự động trong những ngày này. Cộng với số sắt ở nhà nữa, mình làm thật nhiều hopper. Rồi mình bắt đầu xây hệ thống nung tự động. Do cái này cần khá nhiều sắt nên mình phải đi mai thêm rất nhiều sắt. Làm hết hồn ông nội. Sau đó mình đứng áp ca thêm để có thêm nhiều sắt nữa. Sau một lúc thì mình được thêm nhiêu đây. Mình qua thăm cái máy chuyển đổi ADN thì nó đã thành công cho mình quả trứng của khủng long bạo chúa. Mình cất nó vào đây và sẽ hồi sinh nó trong tương lai không xa. Rồi mình tiếp tục quá trình xây dựng. Mình lấy mấy cái đường ray hôm bữa làm còn dư. Mình lượm hết số sắt hồi nãy mai được, chế hết thành hopper. Đặt đường ray lên hopper như này. Sau đó do còn thiếu khá nhiều sắt nên mình phải đi mai thêm. Mình có đào thêm được cái thịt đông lạnh gì nè. Sau khi đào xong thì mình được như đây sắt. Mình dùng xe mỏ và hopper làm thành xe phân phát đồ. Đặt vào đường ray. Và thế là xong. Rương trên mình sẽ bỏ vào vật cần được nung. Rương sau mình sẽ bỏ nguyên liệu đốt như là than. Và bật công tắc lên nó sẽ hoạt động như này. Wow, hiệu ứng nhìn đã ghê không? Và với cái hệ thống nung này thì nó cho mình một cái tốc độ nung và lượm đồ cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi luôn. Ngày 31 và ngày 32, mình mở đầu bằng việc thu hoạch lương thực. Wow, chín vàng đều đẹp ghê chưa? Mình vừa thu hoạch vừa trồng lại luôn. Thank you.
Đây là tổng số lượng mình đã thu hoạch được. Sau đó mình về nhà và bắt đầu cho tụi bò, cừu, heo ăn để tụi nó sinh sản. Mình đặt cái rương và cho hết số lương thực còn lại vào đây. Mình có làm ít chuyện rơm để đặt vào cái nhà này để trang trí. Và mình dùng số đá hôm bữa nung được để sửa sang lại nhà. Mình dùng mấy cái chanh lọc được để trang trí. Và mình sửa sang cái máy phâm gà như này. Rồi đặt chanh lên. Từ ngày 33 đến ngày 47, mình quyết định hồi sinh khủng long bảo chúa mà mình đã có được từ lâu. Mình sẽ xây chuồng cho con khủng long bảo chúa ngay sau khu nhà của mình. Đầu tiên mình sẽ xây phản khu này trước cho trống trải. Rồi mình lấy ít đồ xây dựng và chế ít công cụ. Sau đó mình đào thông qua cái đồi nhà mình như này. Do khá thấp nên mình lắp lại và xây hướng lên như này. Cuối cùng cũng thấy được ánh nắng mặt trời. Mình đặt than đá vào để thuận tiện cho việc di chuyển. Và mình sẽ có view để nhìn ra cái chuồng con khủng long như này. Sau đó mình tiếp tục quá trình san phẳng cho cái chuồng. Mình có đào cái hốc nhỏ để cho tụi khủng long làm tổ ấm và tránh mưa ở đây. Và đây là cảnh quan sau khi mình đã dọn phẳng lại khu này, trông thoáng đãng hơn hẳn. Mình có làm một cái hồ nho nhỏ để tụi nó có thể bơi và tắm ở đây. Rồi mình tiếp tục đào cho tụi nó cái hốc. Và đây là cái hốc sau khi mình đã đào xong. Cắm đuốc vào nhìn ấm cúng quá trời. Tiếp theo mình sẽ dựng lên những bức tường bằng đá vững chắc để tránh việc tụi khủng long đi lung tung và bảo vệ du khách khi đến tham quan công viên khủng long của mình. Vì để đảm bảo khu vực sinh sống cho khủng long bảo chúa nên mình sẽ xây một cái chuồng khá là to. Chưa xây xong mình đã thấy to rồi. Cái tường này mình sẽ xây cao lên vừa đủ và tốn cực kỳ nhiều đá luôn. The next day. Và đây là thành quả sau khi mình đã xây xong. Trông cực kỳ đồ sộ luôn. Mình có trồng thêm ít cây để tăng độ hoang dã cho môi trường sống của con khủng long. Sau đó là mình sẽ xây tới cái cổng. Và đặc biệt là cái tường thành của mình dày 2 block lận. Sau đó mình bắt đầu xây dựng cánh cổng cho cái chuồng. Gọi cổng vậy thôi chứ không bao giờ mở. Mình dùng số sắt còn dư để chế thành hàng rào và đặt vào thành của bức tường để đảm bảo an toàn cho du khách.
Vậy là đã hoàn thành cánh cổng, chỉ cần đặt hàng rào nữa là hoàn thành. Sau đó mình lấy số thạch anh hôm bữa đào được và chế hết thành khối thạch anh. Rồi mình quyết định xây một cái đầu khủng long bạo chúa mà chỉ còn xương ở đây để du khách có thể đứng để ngắm tượng khủng long. Do còn thiếu khá nhiều thạch anh nên mình xuống địa ngục một chuyến để kiếm thêm. Đang đào thì mình gặp một con zombie Bigman cưỡi con gà nè, không biết có hiếm không nữa. Vậy là có gà nướng để ăn rồi, hi hi. Sau đó mình bắt gặp tên quỷ hai đầu, và với kỹ năng BV thượng thừa siêu cấp VIP Pro thì tên quỷ cũng phải chịu thua trước những đường kiếm của mình. Sau khi đào được khai khá thạch anh, mình về thế giới thực và tiếp tục quá trình xây dựng. Đầu tiên mình sẽ làm cái nền móng trước và bắt đầu dựng lên khung xương. Xây sắp xong thì còn thiếu vài cục nên mình xuống địa ngục để kiếm thêm. Và hoàn thành xong khung xương. Để du khách có thể đứng ở đây để ngắm khủng long với cái view siêu chất lượng này. Sau đó mình qua chỗ mấy phong sắt để lấy ít sắt và dùng kéo để lấy thêm ít lông cừu. Mình chế những vật dụng để chào đón em bé T-Rex của mình như là banh nè, máy đút cho em ấy ăn nè. Mình phát hiện mình đã hết hóa thạch nên mình xuống cái hầm để đi mai thêm một ít hóa thạch. Đang chạy lên thì mình bị anh da xanh chặn đầu để kiếm chuyện nên mình đã cho anh ấy xem kỹ năng thượng thừa của mình và bay màu luôn. Sau đó mình chế cho mình một cái từ điển khủng long. Trước khi hồi sinh khủng long, mình qua chỗ chăn nuôi để nhân giống, sau này mới có thịt cho mấy em khủng long ăn. Sẵn lép ở thịt để khi khủng long nở tiện cho nó ăn luôn. Chém mà hư cái kiếm luôn mà. Sau đó mình có làm cái chỗ nhỏ nhỏ bằng len đem khủng long ngủ cho ấm và êm. Rồi đặt quả trứng ra và kèm theo cây đuốc để ấp trứng. Trong thời gian chờ trứng nở, mình sẽ ấp chỗ cho em nó ăn và đặt đồ chơi cho em nó chơi luôn. Đá banh như này mình còn ghiền nữa nó chi nó. Sau đó quả trứng bắt đầu động đậy và cuối cùng thì em nó cũng đã chào đời và gầm siêu to luôn. Em nó có màu trắng trong baby cute ghê không, mà hình như em nó mới nở nên bị stress hay đó gì đó mà cứ dí cắn mình hoài à. Nó dí mình chạy sờ mờ lò luôn. Nó dí mình tới tận đây luôn mà. Mình có dùng cái whip để dạy nó mà có vẻ như không có tác dụng cho lắm. Sau đó mình có diễn hòa với em nó bằng cách đút cho em nó ăn. Ăn hết thịt gà của mình mà còn dí cắn mình nữa. Cái con bất hiếu. Ăn cá bô. Nè cho cọng lúa gặm đỡ đi. Mình lụm vài con heo để có thịt đút cho nó ăn. Mình kiếm nó mà không thấy. À, nó dí mình tới tận đây luôn. Hình như nó đang canh me cái chuồng chăn nuôi ở trên của mình hay sao á. Ghê lắm nha. Sau đó mình đã lấy hết can đảm và nhảy xuống đút cho nó ăn.
Và em nó đã happy lên với mình. Sau đó mình chơi với em ấy đến cuối ngày luôn. Sang ngày 48, mình sẽ hồi sinh thêm một em khủng long bạo chúa nữa để em khủng long của mình có bạn có bè. Em này đã được hơn một ngày tuổi nên sẽ làm anh. Sau đó mình bắt đầu công đoạn ấp trứng. Sau một lúc thì nó cũng đã nở. Và vẫn cái thói bố láo cắn người đó, đút cho ăn rồi vẫn còn dí nữa. Và thế là mình đã có hai em khủng long bạo chúa siêu cute. Tiếp theo mình vẫn tiếp tục công việc hàng ngày là trồng trọt và chăn nuôi. Mình đổi ít lúa thành bánh mì để gặm qua ngày. Đến tối mình qua chơi thì mấy em nó đã ngủ rồi. Trong cái tướng ngủ cute ghê chưa. Còn con anh thì nó ngủ đứng và mở mắt mọi người ạ. Ảo ma thiệt chứ. Ngày 49 và ngày 50, mình chế cho mình một ít công cụ và đi xuống địa ngục để kiếm thật nhiều thạch anh cho một dự án lớn sắp tới. Và vẫn gặp mấy khứa kiếm chuyện như thường lệ. Sau khi đã đào được kha khá thạch anh, mình quyết định trở về nhà. Từ ngày 51 đến ngày 60, mình làm những nguyên liệu để xây dựng bảo tàng hóa thạch khủng long. Qua chỗ mấy phong sắt thì mình phát hiện anh Golem bị spam lỗi. Mình lên cửa ảnh mà bị ảnh vả lại một cái muốn đái ra quần luôn. Nhưng mà không sao, với bộ đầu óc mưu mô tính kế như mình thì tiêu diệt anh Golem hết sức đơn giản. Sau đó mình dọn phẳng khu vực kế mấy phăm sắt để làm nơi xây dựng bảo tàng. Trong lúc đó mình có đi săn thêm ổ thịt để cho tụi khủng long của mình ăn. Đang đi săn thì mình có gặp Gia Huy nữa nè. Mình trở về nhà để thăm tụi khủng long thì thấy hai anh em nó yêu thương nhau ghê không. Ăn đi cho mau lớn nha. Mình có làm thêm cái xẻng kim cương và đi đào ít hóa thạch. Rồi mình đào cát có số lượng lớn để làm kính cho cái bảo tàng. Mình về nhà và bắt đầu nung cát. Nhờ có hệ thống nung này mình nung được kính siêu nhanh luôn. Mình kết hợp kính với bột xương cho ra màu kính trắng nhìn khá là sang trọng luôn. Đây là vùng sau khi mình đã dọn phẳng. Mình chuẩn bị thêm nguyên liệu và bắt đầu xây dựng khung cho bảo tàng. Nó sẽ có dạng hình tròn ở chính giữa như này và xây cao lên như này. Rồi đặt kính vào giữa. Tiếp theo mình sẽ xây cổng chính để đi vào. Sau lúc chỉnh sửa thì mình đã xây xong cái cổng. Rồi mình tiếp tục ốp sàn bằng phiến cho tiết kiệm. Mình có trở về thăm khủng long thì phát hiện một em khủng long bạo chúa của mình đã đổi thành màu hoang dã như này. Mình xuống cho hai em nó ăn và thật may là không bị cạp. Mình có dùng cái gậy xương để chơi với nó, mà có vẻ như nó không thích chơi với cái này cho lắm.
Do còn thiếu khá nhiều thạch anh nên mình làm thêm cúp sắt và tiếp tục xuống địa ngục để đi mai thêm. Sau khi đào được khá nhiều, mình quay trở về và đi đào thêm các nung thành kính. Và tiếp tục xây dựng. Mình có ốp thêm đá phát sáng cho nó sáng. Đã xong cái cổng chính. Rồi mình tiếp tục hoàn thành cái sàn. Và đây là cái khuôn trung tâm khi đã gần hoàn thành. Sau đó mình tiếp tục xây thêm hai cái phòng phụ nữa dài ra như này. Sau một lúc sửa tới sửa lui thì mình được cái hình trái tim như này. Còn hai bên thì mình sẽ ốp kính và thạch anh xen kẽ nhau. Xong. Và mình sẽ xây tương tự với bên còn lại. Sau đó mình về nhà và đun số lượng lớn đá. Mình đổi thành slab như này và đặt vào viền mái của cái bảo tàng để tạo nổi bật. Chưa gì mà đã có khách tới tham quan rồi. Sau đó mình tiếp tục ốp cái mái luôn. May mà vừa đủ luôn. Và mình tiếp tục cắm đuốc để tránh spam quái. Mình sẽ up thêm ánh sáng để tránh spam quái. Mình xây thêm mấy cái bục như này đặt xương khủng long lên. Vậy là đã hoàn thành cái bảo tàng rồi. Giờ chỉ cần đặt xương khủng long lên nữa là xong. Mình qua chỗ mấy phong sắt để lấy ít sắt và làm thành mấy cái cửa sắt và một ít vật liệu nữa. Sau đó mình bắt đầu đặt xương khủng long lên nữa là hoàn thành. Mình dùng thêm xương để tăng kích thước. Mình có đặt thêm bảng tên để du khách có thể biết tên loài khủng long. Và cuối cùng là đặt cửa vào là xong. Mình có trang trí thêm ở bên ngoài nữa. Và đây là bảo tàng của mình sau khi đã xây xong. Nhìn có ưng không chứ? Từ ngày 61 đến ngày 73, mình sẽ hồi sinh một loài khủng long siêu tàn bạo vùng đầm lầy, đó chính là Spinosaurus. Mình sẽ xây chuồng cho nó ở khu vực đầm lầy trước nhà mình. Đầu tiên mình sẽ dọn bớt mấy cái cây cho chống chảy. Mình sẽ dùng cái hố này để làm tổ ấm cho nó. Mình cũng làm cho nó một cái suối nho nhỏ. Mình sẽ dùng đá và hàng rào sắt để xây cái chuồng cho nó.
Do là một loài khủng long ăn thịt to lớn nên mình phải xây cái chuồng cũng khá lớn để nó sinh sống. Mình lắp lại mấy cái hồ để nó có chỗ để sống. Sau khi xây tường đá xong, mình sẽ đặt hàng rào sắt lên để gia tăng kiên cố. Và cuối cùng là một lớp đá nữa. Sau khi xây xong tường thành, mình có xây thêm một cái cổng nữa. Và đây là cái cổng sau khi đã xây xong. Đây là bản gốc của nó. Mình xây theo thì ra được như vậy. Trong như 2 giọt nước, 1 giọt cà phê, 1 giọt nước lã. Do cái cổng không mở được nên mình phải đặt cầu thang để ra vào. Cắm đuốc vào nhìn cũng được đấy chứ. Mình làm thêm cho nó một cái feeder và thu hoạch trứng. Sau đó mình có qua thăm hai con khủng long bạo chúa. Bây giờ tụi nó bự ghê chưa. Khúc này như nó muốn táp mình vậy á. Mình có cái chuồng chăn nuôi cho tụi nó ăn. Và sẵn lấy thịt cho con Spino ăn sau khi nở. Trước khi ấp trứng, mình có xây thêm một bậc thang để đi cho tiện. Mình đặt feeder ra và bỏ thịt vào. Và bắt đầu ấp trứng. Quên cuốn sách khủng long nên mình về nhà để lấy. Và chờ em nó nở thôi. Sau một lúc thì cuối cùng em nó cũng đã nở. Mới nở mà đã bộc lộ bản năng hoang dã của nó rồi. Sau một lúc em nó dịu lại thì mình mới dám lại gần. Và ăn trước mặt nó luôn. À, thì ra mày chọn cái chết. Trong cute vậy thôi chứ cắn đau lắm nha. Từ ngày 74 đến ngày 76, mình thu hoạch một ít lá. Vì mình chưa có một con đường đàng hoàng để đi qua khu vực bảo tàng nên mình sẽ xây một con đường lá và một cái cầu để qua cái bảo tàng. Và việc đầu tiên vẫn là dọn cây cho thoáng. Rồi mình bắt đầu xây con đường bằng lá trước. Và tiếp theo sẽ là xây một cái cầu đơn giản bắc qua sông. Và đây là con đường sau khi mình đã xây xong. Đi cũng chill phết ấy chứ. Từ ngày 77 đến ngày 85, mình chế thêm 3 máy chuyển đổi ADN thành chiến khủng long. Rồi mình hồi sinh lần lượt 4 khủng long ăn cỏ là Ankylo, Bachi, Stego và Jike. Mình sẽ xây chuồng cho mấy em nó ở cạnh vườn trồng trọt của mình. Mình bắt đầu xây một cái khung lớn bằng đá và hàng rào sắt. Khu này cũng khá phẳng rồi nên mình chỉ cần chỉnh sửa chút xíu nữa là được.
Do cần số lượng lớn hàng rào sắt nên mình phải đi mai thêm. Xây thì nhanh chứ kiếm sắt để làm hàng rào sắt mới lâu. 2000 years later. Mình có qua mấy farm sắt để gom sắt bữa giờ thì cũng được kha khá. Và mình tiếp tục dựng chuồng cho mấy em nó. Thêm một lớp đá nữa cho cao. Sau đó mình bắt đầu chia khu này thành 4 phần cho 4 em khủng long. Sau khi chơi xong thì mình được 4 khu như này. Mình về nhà chế thêm vật liệu. Và chế thêm một cái feeder. Và thu hoạch trứng khủng long. Mình ghé lấy lúa để cho tụi khủng long ăn sau khi nở. Rồi mình đặt cổng vào là hoàn thành cái chuồng. Sau đó mình lần lượt hồi sinh mấy em khủng long. Trong lúc chờ em ấy nở thì mình sẽ đắp chỗ ăn cho mấy em nó. Mình đang sửa sang lại cái chuồng thì em ấy nở. Mới nở mà đã ngủ rồi. Coi cái tướng ngủ kìa, cưng ghê không. Tiếp tục ấp tới em thứ hai. Em thứ hai chào đời thành công. Rồi tới em thứ ba. Em này mới nở mà đã kêu đi tìm mẹ rồi. Trông ghét dễ sợ. Nhìn ú na ú nụ à. Và em cuối cùng là Stego. Em này có cái chuồng có hồ bơi xịn nhất trong đám luôn. Em này mới nở đã có thân hình siêu to khủng long luôn. Và thế là mình đã có thêm 4 em khủng long ăn cỏ đầu tiên. Sau đó mình qua thăm Spino thì con này nó bị gì á các bạn ạ? Em nó không có chịu ăn. Kén ăn dễ sợ. Và cuối cùng là hai em bảo chúa với sức ăn như hạm đội này. Hên vẫn đút cho ăn được. Từ ngày 86 đến ngày 97, mình sẽ hồi sinh loài khủng long được mệnh danh là vua biển cả ở thời tiền sử. Đó chính là Mosasaurus. Mình sẽ xây chuồng cho tụi nó ở vùng ven biển. Và sẽ xây khu ghế để xem khủng long như sân vận động giống trong phim như thế này. Mình bắt đầu sang phẳng khu này trước. Sau khi sang phẳng như này, mình bắt đầu xây sân vận động. Mình sẽ xây lối đi vào trước. Còn đây là thành ngăn cách. Chỗ này sẽ cao hơn và có view đẹp dành cho khách VIP chẳng hạn. Và mình bắt đầu xây ghế ngồi cho du khách tham quan. Khuôn trên cao sau khi xây xong sẽ giống như này và đi lên bằng cầu thang. Mình dùng cầu thang đá để làm ghế ngồi.
và mình tiếp tục xoay các khu ghế ngồi còn lại. Và đây là các dãy ghế ngồi sau khi mình đã xây xong. Do chất liệu hạn hẹp nên mình xây full bằng đá luôn. Tiếp theo mình sẽ đặt hàng rào vào để đảm bảo an toàn cho du khách. Tiếp theo mình sẽ xây mái che như này. Và vẫn hàng hẹp chất liệu nên mình xây bằng đá luôn. Và đây là sau khi xây xong, nhìn cũng được ấy chứ. Tiếp theo mình sẽ xây thành hồ cho cái chuồng của con khủng long. Do còn thiếu khá nhiều nguyên liệu nên phải đi đào thêm đá. Và đào thêm khá nhiều sắt nữa. Gom hết sắt rồi mình chế thành khá nhiều hàng rào sắt. Và đây là tổng thể cái chuồng sau khi mình đã ốp xong. Nhìn cực kỳ to luôn. Để cho hai con khủng long bơi lội tung tăng mà không phá chuồng. Sau đó mình xây thêm cái chặn như này để tránh mấy con khủng long nhảy ra khỏi chuồng. Và để đảm bảo an toàn cho du khách. Và cũng đang thẩm mỹ nữa. Sau khi xây rào chặn xong, mình có xây thêm một cái bắc qua bên kia để treo con cá cho khủng long ăn giống như trong phim. Mình sẽ ra vào chuồng bằng cầu thang. Mình làm thêm cái thuyền trong này để đi ra chăm sóc tụi nó. Và đây là con cá mình đã xây xong. Do lúc xây mình quên bấm quay nên không có cảnh xây. Tiếp theo mình sẽ xây thêm cái màn hình để chiếu con khủng long cho những ai ngồi ở vị trí khó thấy con khủng long. Mình về nhà lấy thêm nguyên liệu và chế thêm cái feeder. Mình dùng đầu lâu kết hợp với đuốc để đặt xuống hồ cho sáng. Và chế thêm một máy phân phát để thả thịt cho tụi khủng long ăn. Rồi mình đi thu hoạch khủng long, con này không phải dạng trứng mà là đặt ra luôn. Lo làm mà mém tí nữa thì hẹo, hy sinh vì nghệ thuật là đây chứ đâu. Hết đầu lâu nên mình thay thế bằng bí ngô. Sorry mọi người, cảnh quay quá trình mình đi lấy đá phát sáng và đặt xuống hồ thì nó bị lỗi đứng hình nên mình không cho các bạn xem được. Và còn cảnh đặt hai con khủng long này nữa, do mình không để ý nên mấy cảnh đó bị lỗi, mong mọi người thông cảm. Và hai con quỷ này nó không mang thịt heo nên mình phải đi câu cá cho tụi nó ăn. Tụi nó vui rồi mình mới dám xuống đút cho nó ăn, chứ nãy tụi nó cắn mình bơi muốn tuột cái quần luôn. Và mình có làm thêm hệ thống thả thức ăn cho tụi nó nữa. Và sau này du khách có thể ngồi đây để xem hai em Mosasaurus biểu diễn trong công viên khủng long của mình. Ngày 98 và ngày 99, mình sẽ hồi sinh loài khủng long thuộc top khủng long trên cạn lớn nhất thời tiền sử, đó là Rachiosaurus. Mình sẽ xây chuồng cho nó cạnh mấy cái chuồng của mấy con khủng long ăn cỏ. Mình sẽ làm chỗ này trũng xuống, vừa loài khủng long này cực kỳ to và cao. Sau khi đào xong, mình được khu như này. Mình có làm thêm cho tụi nó một cái hồ mini. Mình đặt thêm đất vào để trồng trọt ít cây cho tụi nó ăn.
Tiếp theo, mình làm số lượng lớn hàng rào đá và bắt đầu xây dựng chuồng từ nó. Mình làm thêm cửa gỗ để đặt vào chỗ ra vào. Mình trồng trọt thêm ít cây nữa. Sau đó mình làm thêm một cái feeder và lấy thêm nguyên liệu để xây dựng. Trồng ít cây xanh cho nó đẹp. Mình đặt feeder ra rồi cho thức ăn vào. Sau đó mình sẽ xây một cái chỗ để du khách đi vào để ngắm nhìn và cho khủng long ăn, như trong mấy cái sở thú của con hươu cao cổ như này. Đặt hàng rào vào để đảm bảo an toàn cho du khách. Tiếp theo mình sẽ xây phần mái đơn giản. Và đây là cái chuồng sau khi mình đã xây xong. Sau đó mình đi lấy lương thực và thu hoạch trứng khủng long. Rồi mình vào chuồng và bắt đầu ấp trứng. Sau một lúc thì cuối cùng hai em nó cũng đã nở. Mới nở mà đã đi phá hoại rồi, đúng là sức ăn ghê thiệt. Và thế là bây giờ mình đã có thêm hai em khủng long ăn cỏ. Trong cái tướng ngủ lại ghê chưa. Nhưng mà nhìn cái phần đuôi cua te ghê không? Ngày 100, do mình nhìn cái cổng chuồng của con Spino ngứa mắt quá nên mình quyết định sẽ xây lại một phiên bản rep 1.1 to hơn và đẹp hơn. Và mình sẽ xây trước nhà mình luôn. Rồi mình bắt đầu xây hai bên thành cửa. Trong nó sẽ đồ sộ như này. Và đây là hai cái thành sau khi mình đã xây xong. Mình có chặt thêm một ít gỗ rừng để xây phần cửa. Rồi mình bắt đầu xây cửa. Và đây là cái cửa sau khi mình đã xây xong. Sorry các bạn, mình đã có hết sức để xây nhưng mà nó không thể nào tốt hơn được nữa. Tiếp theo, mình sẽ xây cái bảng tên công viên khủng long của mình. Mình dùng netherrack để xây tên và xây thêm hai cái đuốc ở trên đỉnh. Và đây là cái cổng sau khi đã hoàn thành. Hai chữ G là hai chữ trong tên gang G của mình. Ai ai, thanh niên này đang định làm gì đây? Và đó là tất cả những gì mình đã làm được trong 100 ngày qua. Cùng mình điển lại những thứ mà chúng ta đã xây dựng lên ngôi nhà mình đã sinh sống trong 100 ngày. Chuồng của khủng long bạo chúa. Con đường lá và cây cầu dẫn đến bảo tàng. Bảo tàng hóa thạch khủng long với đa dạng hóa thạch các loài khủng long từ trên cạn xuống dưới biển. Khu vườn cung cấp lương thực cho mình và tụi khủng long trong 100 ngày qua. Những loài khủng long ăn cỏ hết sức cute. Loài khủng long bá chủ Spinosaurus, hay chuồng cho loài khủng long vua dưới đáy biển kèm khu vực ghế ngồi cho du khách.
Và cuộc hành trình 100 ngày xây dựng công viên khủng long của mình chỉ đến đây thôi. Bạn thích chuồng hay là khủng long nào nhất? Đừng quên bình luận phía bên dưới nhé. Nếu các bạn ủng hộ cuộc hành trình xây dựng công viên khủng long của mình thật nhiều, mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe về 200 ngày xây dựng công viên khủng long tiếp theo. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ tốt lành nhé. Bye bye.